Welcome cả em trường kinh tế HPG của mình hôm nay. Tiếp tục với con game Tân Ba Quy trường kỳ thì video mình sẽ hướng dẫn anh em kỹ năng ngày 2. Như ngày hôm qua mình nói, ngày hôm nay thì nó sẽ mở cái vòng quay thành. Nó tên là thiên hạ ở góc 5 giờ nha. Ngày hôm qua mình có nói đấy, anh em mà muốn hô máu kiếm với bé quay ấy, anh em tích tiên lực, đợi khi nào trong cái thương nhân giải thoại ấy, nó bán cái bé quay thiên hạ, rồi anh em xả tiên lực. Về cái thiên hạ này ấy, cho anh em quay tầm 200 bản ổn nhá. Anh em quay nhiều gia chủ cũng phế thôi, lên ấy anh em đừng có quá khô máu cái sự kiện này. Nếu mà có tối ưu, anh em chỉ cần tối ưu trong cái giai đoạn thôi. Đây hiện tại mình có 60 đá tương đương với 60 bé quay, đây 5.000 sĩ khí là sẽ được một thanh này. Đây là mình tí nhá, 5.118 vạn ôm. Giờ mình sẽ xả 60 bé quay nhá. Còn về cái đao đỏ này ấy, đợi tầm tuần nữa ấy, thì nó sẽ ra một cái tông huyện ở thiên hạ, nó sẽ cho anh em chọn thành tông huyện như tướng cam luôn. Và đợt đầu tiên nhớ là Ích Châu này, đợt sau là Ung Châu ấy, xong đợt cuối là Kinh Châu ấy, rồi nó sẽ quay lại Ích Châu nhá. Và cái tông huyện này mình thấy khá nhân phẩm ơi, mình nhớ cái AGC15 mình ấy, quay ra tận 8-9 thành cam mà không ra được một tông huyện thành nào. Và nó sẽ bán thêm cái vé quay trong cái tiệm mình ấy, anh em nhớ mua nhá. Đây 10 vé anh em sẽ tốn 30k này, nó hơn một nửa cái con Việt quân. Bây giờ mình sẽ xả 7 vé nhé. Mình nhớ không nhầm ấy, một thành nó sẽ tăng thêm 8,8 vạn chiến. Để xả luôn em ơi, không có nhiều nha. Đây một lần phới đi, hôm nay vẫn chưa quay nào luôn. Cái này trung bình 15 vé là anh em sẽ được một con. Đây hiện tại có 70 vé này. 15 x 2 là 30, 60. Chắc là mình sẽ được tầm 5 thành nha. À đâu, chắc hơn 5 thành em ơi. Nếu mà xui nhất là mình sẽ được 5 thành, còn hên là mình sẽ được trên 10 thành. Một thành em ơi, một thành nhá. Tiếp tục em ơi. Hai thành đi. Hai thành nhá. Ba thành em ơi, đã ba thành rồi. Lố đây. Ôi xong rồi. Bốn thành em ơi. 5 thành. 6 thành. Có 7 không? 7 thành luôn em ơi. Ui dồi ôi, ba phát em ơi, 7 thành nhá. Còn bao nhiêu? 35 vé, ngon em ơi. 7 thành này, 8 thành luôn, ui dồi ôi, tí hơn 9 luôn này. Hơi toang, hơi toang. 9. Ôi xong rồi, đúng đợt nó không ra em ơi. 9 thành này. Còn 10 vé em ơi, có 10 thành không? Chắc chắn là 10 thành nhận là xí rồi, nhưng mà ấy, hy vọng đủ thêm nhá. Lỗ, 10 thành em ơi, ok nhá. Đấy, 10 thành này ổn đấy. Anh nhưng quên nhở, mình không ý xem cái thành nào trùng hay không nhở. Mới là thành mới em ơi, mới là không trùng. Đấy 15k nhá. Trùng em ơi, trùng này. Chán thế nhỉ. Đừng trùng. Lại trùng tiếp đây em không? Nó trùng liên tục luôn. Phát thứ ba này. Trùng tiếp. Đấy. Anh em đừng có khô máu sự này nhá. Để xem tổng cộng mình sẽ có bao nhiêu thành này. Một thành này, hai thành, ba thành, toang ghê nhỉ. Ích Châu còn thiếu nhiều quá. Một thành, hai thành, ba thành, bốn thành. Ở kích hoạt cho nhanh ấy, đếm nó dưới đi. Một nhá. Đây 88.000 nhá. Hai. Ba. Đây Ích Châu là mình chỉ có ba thành thôi, thiếu rất nhiều em ơi. Còn về Ung Châu ấy, một, hai, ba, bốn, bốn thành nhá. Tức là 7 thành này, thắp sáng này. Bảy thành nhá. Kinh Châu mình có 2 thành. Tổng cộng là mình được 9 thành em ơi. 9 thành. Nếu mà ở trong cái sĩ khí này mà nó lổ thêm một hai thành mới ngon nhỉ. Ba cái sĩ khí nó đều ra thành trùng rất là chán em ơi. Đằng này của mình ngày mai như là chưa mua suốt thần binh sao nhỉ? Và cái số thần binh này mình đã nói anh em khá nhiều đấy. Anh em chú ý nhá. Trong cái số thần binh này, thần binh nó chỉ giá 500 thôi, nó bằng với giá gốc trong đấu giá. Anh em chỉ cần có tướng là rồi luôn. Nếu anh em mà muốn khô máu ấy, xe mới anh em mua luôn đá từ đầu game. Thần binh anh em mua full bằng kim bảo ấy. Vậy sau mấy con tướng anh em không có thì anh em kiếm dần sau. Khô máu này thì lúc đầu game anh em sẽ hơi bị đuối lực chiến này. Nhưng mà về sau ấy, khi mà em dù được lên thần binh của nó 10 ấy, cực kỳ khéo nhá. Nhưng mà em đầu tư này anh em phải đầu tư thêm cái sách thức tỉnh thần ký nữa.
Thần kỹ nó sẽ tốn 12 cuốn để mình thức tỉnh. Còn về cái thần binh anh em sẽ tốn 8 cuốn mới lại để mình thức tỉnh thần binh. Nói chung là theo kiến mình nhá, xây mới tầm 3-40 đầu anh em cứ mua thần binh. Còn từ ngày 5 trở lên ấy anh em mua đá cho mình. Tại vì 4 ngày ấy, anh em mà mua thần binh ấy, tối ưu chuẩn là anh em sẽ lên được thần binh cộng 25. Lên một cái cho con đêm chính rồi anh em đầu tư đá với thần binh ấy, để về sau anh em dồn lên 50. Nếu anh mà dồn chuẩn ấy, khi anh em lên 80 ấy, là sẽ gần đủ nguyên liệu để anh em lên hai con cộng 50. Nếu anh mà lên trong cái sút thương nhân giai thoại ấy, nó ra 1.000 đá liên tục ấy, khéo khi là anh em sẽ đủ hai cái thần binh cộng 50 khi lên 80. Lên thần binh 50 ấy, nó tốn tận 91k đá, hai con là 180 mấy k à, căng ấy nhở. Chắc không đạt em ơi, chắc phải thêm tầm 1-2 tuần nữa thì em mới đủ hai cái thần binh cộng 50. Còn về thần binh anh em cũng không cần phải khô máu đâu. Anh em khô máu tất cả mấy cái thần binh ấy, về sau kiểu gì anh em cũng thiếu đá, 100% là thiếu đá ấy. Nói chung ấy, anh em chỉ cần mua mấy cái thần binh mà tướng anh em đang có hoặc tướng anh em sắp sửa có nhá. Online của mình ấy, siêu cú chắc chắn mình sẽ mua phun đá rồi. Còn thiếu lượt reset phải không? Mình reset bằng nguyên liệu luôn. Giờ chỉ hy vọng nó ra 100 đá liên tục em ơi. Đây một lần 100 này còn lại đều là 25 hết, hơi phế nhở. Giờ mình chỉ mong giai thoại ra 1.000 đá thôi. Không cùi cùi cũng tầm 500 đá ấy. Ở đây của mình ở trong cái đấu giá là không mua cái thần binh vạn năng ấy. Tại vì giờ mua ấy chắc chỉ có mua trên một giá thì may ra được thôi. Mà mua trên một giá bây giờ mình vẫn hết son nhá. Lúc đầu game mình em mua trên một giá ok. Nhưng mà bây giờ mình thấy anh em khuyên mua nhá. Thà em mua trong này nó ngon hơn. Tướng thì về sau kiểu gì anh em cũng có full thôi. Đây còn 38k này, như hôm qua mình không reset đâu nhỉ, quên em ơi. Ngày hôm qua mình test cái con game mới là không có thời gian để mình chăm cái con này. Đây đầu reset bình thường này mình auto nhá. Đây anh em đợi mình tí. À không biết cái auto mình auto chưa nhỉ. Lì xì cái lút trời đất này. Mua đá thần binh như đây sao nhỉ? Hình như đây sao anh em ơi. Đâu mình tự click phát nhá. Đây. Phải không? Đúng em ơi. Đấy. Nói chung là cái gì mà mình auto được là mình sẽ auto nhá. Tội gì và chính tay ấy. Mình cứ auto xong mình chuyển sang làm khác ok nhá. Đây như cái xe mới em ơi. Đấy. Về cái đấu giá Liên Minh ngày hôm nay ấy. Ở cái xe mới là cái bắt bát thì nhỉ, bắt trận đấy. Mờ anh em búp lửa đấy. Mình quên em ơi, đây không có cái kim mở đấu giá ấy. Mình vào treo rồi nhưng mà cái siêu cú là cái tốc liên minh liên siêu ấy, nên là mình tập trung vào cái 35 mình quên luôn cái siêu này ấy. Đang nhá, cái siêu này lúc 19 giờ mình click vào auto ấy là xong nhá. Đây ngày mai anh em chú ý cho mình mấy cái đấy, giờ mình sẽ tham gia sự kiện ấy. Đây vẫn đang reset nhá, chắc mình sẽ ngừng luôn em ơi. Đây ngừng luôn nhá, tí mình reset sau. Đây sự kiện là 19 giờ siêu cú là cái đua tốc nhá. Cái đua tốc này ấy, anh em mà nghiên cứu giỏi thì anh em cứ đặt một hai con, còn mình ý thì mình cứ chia đều hết ra nhá. Đây mình sẽ chia đều hết ra này, còn dư 20 điểm là mình sẽ dồn vào hai con. Hai con ấy thường là mình sẽ đặt trên giá gốc nhá. À khoan, quên quên em ơi. Đấy tham gia hai hoạt động rất là mệt em ơi. Đây cái hỏi đáp này 1 phút 50 đủ em ơi, đủ nhá.